nào bạn ơi ta giúp đỡ nhau, ta hành động cùng ta, cùng đồng lòng ta luôn có nhau, ta hành động cùng ta, cùng tham gia những chuyến phiêu lưu. Bất chấp mạo hiểm gian nan, ta sẽ luôn sẵn sàng, luôn trau dồi những tri thức, dễ mến với trưởng thành, vững niềm tin với đồng đội, câu đầu kia dễ thôi. Phóng tầm mắt đến nơi khác, nhanh nhanh ta xuất phát. Cởi mở thắc mắc với trí thông minh, dù gặp thử thách cũng chẳng một mình. Ngày hôm là những người có sức mạnh và can đảm. Nào bạn ơi ta giúp đỡ nhau, ta hành động cùng ta, cùng đồng lòng ta luôn có nhau, ta hành động cùng ta, cùng tham gia những chuyến phiêu lưu. Đội thám hiểm cù con. Cậu đang làm gì vậy cừu lười biếng? Sao cậu đi đứng mà không có tiếng động gì hết vậy cậu sao nổi? Mình xin lỗi nha. Nhưng mà cái này là... Hả? Thật ra mình đang sắp xếp thiết bị làm xanh quýt tự động đó mà. Sau khi thiết bị khởi động, xe lửa mini chở theo bánh mì sẽ xuất phát. Trên đường đi sẽ cho thêm salad, thêm mứt trái cây. Cuối cùng nó sẽ chở miếng bánh sandwich hoàn chỉnh tới trước mặt của mình. Cậu thấy mình giỏi không? Wow, cậu giỏi quá. Vậy còn cái này là gì? Cậu nói cái nào? Hả? Cậu sao nổi tính làm gì vậy? Mình thấy cái này thú vị thật đó. Chờ một chút. Dừng lại. May quá không có ảnh hưởng tới đằng sau. Thiết kế của mình. Mình xin lỗi, nhưng mà cậu yên tâm đi, mình sẽ giúp cậu sắp xếp lại thiết kế của cậu mà. Cậu sôi nổi. Mình thành thật xin lỗi cậu mà cừu lười biếng. Cậu sôi nổi, cậu làm gì cũng hấp tấp hết. Ủa, trưởng thôn, cụ sôi nổi cụ lười biếng, có người cần giúp đỡ ở gần chỗ các con. Cụ ấm áp đã tới đó rồi, các con mau xuất phát đi. Siêu xe sức mạnh. Siêu xe bong bóng. Thu nhỏ biến hình. Hả? Không xong rồi, siêu xe sức mạnh. Chú bỏ không, chú không sao chứ? Còn cổ tay của chú bị mất hết rồi. Thật ra lúc nãy tụi chú đang chuẩn bị đồ ăn. Bà ơi, mặt bà biến thành mặt mèo rồi. Bây giờ con cũng trở thành mặt mèo rồi kìa. Ba, chiếc bụng này to quá ba. Được rồi, con xuống đây đi. Con không xuống, con muốn nằm ngủ trên đây. Cẩn thận đó con trai à. Công nhận nó ngủ nhanh thiệt. Mình phải tranh thủ làm xong những việc còn lại rồi đi về thôi. Hả? Bỏ hôn con. Mau ra đây đi con trai à. À.
Mà không có. Đều là tại mình hết. Mình là người ném viên bi đó ra ngoài, mình phải chuộc lỗi mới được. Lớp trưởng, cậu ở đây chăm sóc cho chú bọ hung đi. Để tụi mình đi tìm bọ hung con cho. Bọ hung con, em có ở đây không? Bọ hung con, bọ hung con, bọ hung con, em có ở đây không? Có. Viên bụng, em đừng lo, anh sẽ cứu em lên đây ngay. Em không sao chứ bọ hung con? Cảm ơn vì cậu đã cứu mình. Mặc dù mình không phải là bọ hung con. Ủa, ông Sơn giao hàng. Lúc nãy mình đi giao hàng nhưng không cẩn thận nên rớt xuống vũng bùn. Cũng may cậu xuất hiện kịp thời để cứu mình. Cậu không sao là được rồi. Ờ, đúng rồi, mình còn phải đi tìm bọ hung con nữa. Mình đi trước đây nha. Đó. Tạm biệt. Làm sao để lấy nó xuống đây? Mình có cách rồi. Chỉ cần ăn hết cà chua thì viên bụng sẽ rớt xuống thôi. Cừu lười biếng đúng là một chú cừu thông minh. Em có ở trong đó không bộ hung con? Không có. Mình không tìm thấy bọ hung con. Còn bên cậu thế nào rồi? Mình cũng không tìm thấy em ấy. Viên bụng. Cẩn thận đó cậu lười biếng. Ủa. Tìm thấy rồi. Nhìn cảnh này chắc là chú chưa tỉnh lại đâu. Cừu soi nổi, chắc cậu tìm thấy bọ hung con chưa? Tìm thấy rồi. Tốt quá rồi. Cừu soi nổi, các con đang ở đâu vậy? Bây giờ tụi con đang ở phía nam của vườn quà. Ủa? Tiêu rồi. Chắc cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tụi mình không cẩn thận làm viên bụng tiếp tục lăn nữa rồi. Cái gì? Trời ơi, cậu lười biếng, mau chụp nó lại. Mình có thể chụp được, mình có thể chụp được. Anh chụp được em rồi. Cậu đang làm cái gì vậy cừu lười biếng? Mình không tính kỹ vị trí thôi mà. Mình đã có cách rồi. Cuối cùng nó cũng dừng lại rồi. Cậu sao nổi, cậu lười biếng. Bỏ hung con. Ba ơi, con ở đây nè. Tiêu rồi. Bỏ hung con. Chúng ta mau đuổi theo đi cậu lười biếng. Xoay vòng vòng quá. Phải làm sao để nó dừng lại đây chứ? Cứ để mình lo. Siêu xe bong bóng, bắn đạn xuyên gum để cản nó lại. Tiêu rồi. Ông Sơn giao hàng đang ở đằng trước. Để mình lo cho. Băng giải, băng.
Cậu sai nổi tới lượt cậu rồi. Hãy nhìn đây. Xong rồi. Chuyện này là sao vậy? Ốc trên giao hàng, cậu có sao không? Mình không sao. Lúc nãy đúng là nguy hiểm thiệt. Nguy hiểm thế nào vậy? Cảm giác vừa kích thích vừa đã nữa. Kích thích? Cái cậu có thể giải thích cho mình biết chuyện gì đã xảy ra được không? Bọn hôn con. Ba ơi. Bà hôn con. Trời ơi, con trai ba không sao là ba mừng lắm rồi. Chú bà hôn, con xin lỗi chú. Đều tại con quăng viên thép đó ra ngoài nên mới xảy ra chuyện như vậy. Vui lắm, vui lắm. Trò chơi này kích thích lắm. Không sao đâu. Cũng may là không có ai bị thương hết. Hơn nữa, các con cũng đã tìm được hết các dương bùn của chú rồi. Nhưng mà chú phải sửa chữa lại cái hàng rào. Cái hàng rào cũ không được chắc lắm. Chú cứ để con sửa hàng rào lại giùm chú nha. Con nhất định sẽ xây cho chú một cái hàng rào chắc chắn. Cảm ơn các con. Bây giờ thì an toàn rồi. Chú cảm ơn các con nhiều lắm nha. Chú đừng sao.